Vâng. Ô tôi Vitam em xin chào bà con cô chú anh chị và các bạn ha. Chúc cho cô chú anh chị và các bạn một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống ha. Hôm nay bên ô tô Vitam em sẽ giới thiệu một số sản phẩm, cũng có một số xe nằm đây cũng hơi lâu rồi đó, chứ không phải không đâu. Nhưng mà một số xe cũng bán rồi đổi xe liên tục. Ví dụ như con xe này là con Mitsubishi Yuli nè, nó nằm đây hơi lâu rồi. Sản xuất năm 2005 bản đủ. Xe này Tâm sẽ hạ giá trong ngày hôm nay là 135 triệu. Cô chú anh chị nào chốt trong ngày hôm nay thì chốt luôn ha. Bản đủ 205 xe đẹp lắm. Tâm mới đi sửa lại hết 10 triệu. Nói chung là Tâm làm lại hết rồi, giờ chạy ngon lắm rồi. Đó, giờ chạy rất là ngon. Bữa Tâm mua là nó bị hụt nhớt. Rồi Tâm về Tâm chế nhớt vô cái bị ra khói, mới làm lại bê tông bạc, lòng lò bê tông bạc rồi. Là giờ chạy ngon lắm rồi. Xe cũ mà cô chú anh chị đừng có nghĩ là phải chưa làm gì hết là mới được, không. Người ta làm rồi mình về mình đi nó mới ngon, chứ người ta chưa làm gì hết là mình về mình làm chết luôn á. Tâm mới làm lại hết cả chục triệu á. Xe này nè, con xe này Tâm làm lại hết cả chục triệu rồi. Rồi Tâm bán cho cô chú anh chị là xả lỗ luôn là 135 triệu. Bản đủ nha, bản đủ Mitsubishi 2005 bản đủ. Tay lái trợ lực thắng ABS, nội thất là mới ken luôn. Nội thất rất là mới. Máy móc là Tâm mới khắc phục lại hết gần 10 triệu rồi. Giờ cô chú anh chị mua về chỉ xài thôi. Và cô chú anh chị nên nhớ giúp giùm là cái xe mà người ta đã sửa rồi thì mình về mình đi nó ngon, khỏi phải sửa nữa, chứ con xe này làm gì mà có chuyện máy riêng được ha cô chú chị ha. Đó, cái quan trọng là nó không có lỗi nè, nó không có đâm đụng ngập nước nè, và Tâm đã xử lý cái máy lại rồi, giờ ngon lắm rồi ha. Vỏ dép còn ok, mâm đúc thắng đĩa đó, chạy tuyệt vời luôn. Là Tâm bán 135 triệu chốt trong ngày hôm nay. Còn con xe này thì được anh em Tây Ninh họ cọc 20 triệu rồi, thì không biết như thế nào, để coi họ có xây được tiền để họ lấy không, nên tạm thời là cứ tạm thời từ từ hả bán. Nếu mà họ không mua nữa thì trả cọc lại cho họ rồi Tâm bán tiếp nha. Kia Rio 2016 số sàn, biển số thành phố Hồ Chí Minh, một chủ, mới đăng kiểm, xe rin đó. Tâm đang bán 285 triệu. Rồi anh này ảnh sợ mất xe nên ảnh chốt cọc 20 rồi, còn cái chuyện ảnh để anh vay ngân hàng coi như thế nào rồi tính sau. Con này cũng vậy, con này anh này ảnh cũng cọc 20 luôn rồi. Con Vios 2019 nè, biển số 51H55748, màu xám bạc. Xe này thì riêng lắm, cặp vợ chồng này rất là thích, nhưng mà không biết có xây được tiền hay không. Trước tiên là cứ giữ xe lại là cọc 20 cái đã. Nên Tâm chỉ nói với cô chú anh chị là có một số con xe đã được nhận cọc rồi ha. Còn con xe này là con xe Captiva, Chevrolet Captiva 7 chỗ ngồi, biển số 68A02498, sở hữu màu trắng. Xe này thì cũng chuẩn mực luôn, cũng ok đó. Máy xăng số sàn 2.4. Đó, mức tiêu hao nhiên liệu thì khoảng 10 lít cho 100 km. Vỏ dép thì mới, đăng kiểm thì vừa mới hết, trong nay mai gì luôn, là tháng 12 2021, chắc vừa hết đăng kiểm luôn. Nếu cô chú anh chị mua thì Tâm sẽ đăng kiểm mới cho cô chú anh chị. Vỏ dép là mới tinh, bốn vỏ rất là mới. Sơn rin bên ngoài thì còn ít lắm, sơn rin còn rất là ít. Xe này sơn tút lại rất là nhiều, nhưng mà được con cái máy êm ru luôn. Máy êm ru, gầm bệ là chắc ngon, chạy là vừa ý luôn nha. Màu sơn là màu trắng. Sản xuất năm 2008, biển số 68 Kiên Giang. Động cơ là 2.4 máy xăng, mức tiêu hao nhiên liệu thì khoảng 100 km, khoảng 10 lít. Đó, máy chạy cực ngon, không đổ hơi và không đổ khói. Nội ngoại thất gì cũng đẹp hết, đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi. Con Mazda 3 2015, số Bình Dương 977056 61A, màu sơn trắng. Xe này sơn rim bên ngoài còn rất là nhiều, 100% là không lỗi. 4 thắng đĩa ABS, túi khí an toàn, gương chỉnh và gập điện, kết hợp xi nhan gương và cửa sổ trời. Khởi động startup bản full cô chú anh chị nha. Đây là con xe bản full, bản đủ nhất của Mazda 3, bản đủ nhất, có kết hợp qua lăng, túi khí an toàn, gương chỉnh gập điện. Đó, cửa sổ trời luôn nha, cửa sổ trời toàn. Đây, cửa sổ trời cô chú anh chị nha. Nè, cửa nóc luôn ha. Đây nó có cái này là cửa nóc nha. Rất là xịn sò, rất là sang trọng. Và Tâm chốt cho cô chú anh chị nhà mình luôn là con xe này là 445 triệu trong ngày hôm nay nhé. 445 triệu trong ngày hôm nay. Tâm chốt cho cô chú anh chị rất là xịn, xịn ơi là xịn luôn. Đã lắm. Này lên chạy là ghiền luôn, rin từ A tới Z không một lỗi nhỏ luôn. Từ đầu tới đuôi, từ chân lên đầu không một lỗi nhỏ. Cam kết cho cô chú anh chị luôn. Con xe này giờ cô chú anh chị mua với mức giá này là cực kỳ là tốt luôn nha. Đó, nội thất là bao đẹp. Tâm chốt trong ngày hôm nay là 445 triệu cho con Mazda 3. Full đồ chơi, màn hình đồ cam lùi rồi, cản che gió, máng che mưa, nói chung là đồ chơi full hết, rất là đẹp. Đó, đăng kiểm thì còn tới tháng 9 năm 2022. Mà ca lăng ca liếc gì đẹp lắm, đèn bi mắt ngọc, nói chung là tuyệt vời. Cô chú anh chị mua con xe này về đi là phải nói là ok lắm lắm luôn.
số tiền này giờ không biết đi mua được xe gì luôn, chắc mua được con Morning hay con i10 gì thôi. Nhưng mà mua ngay con Mazda 3 đi, 2015 đi, full đồ chơi, 100% là rin, rin từ đầu tới đuôi. Tâm cam kết cho cô chú anh chị có thể đi test hãng, test thợ, test test garage thoải mái. Nếu mà lỗi Tâm chịu, lỗi trả xe lại cho Tâm ha. Cam kết bằng văn bản cho cô chú anh chị là không đâm đụng, tai nạn, ngập nước, máy rin 100%, chưa bung tháo, chạy cực kỳ ngon. Máy số thì miễn bàn, Mazda 3 2015, động cơ là 1.5, mức tiêu hao nhiên liệu xe này rất là ít, khoảng 5 đến 6 lít xăng trong 100 km, gắn đồ chơi rất là nhiều đó. Và Mazda 3 445 triệu chốt trong ngày hôm nay, màu sơn trắng nha. Captiva 2010 số tự động, form mới rồi cô chú anh chị ạ. Chốt cho cô chú anh chị luôn, chốt trong ngày hôm nay luôn, 208. Tâm đã hạ giá thành xuống từ 5 tới 10 triệu ha, 208 là hạ nhiều lắm rồi, không thể bớt được nữa nha. Cô chú anh chị nào mua hãy gọi điện ngay cho Tâm theo số điện thoại là 0917 215 512 để chốt ngay con Captiva 2010, một chủ mua mới, số tự động, xe chạy 70 mấy ngàn, vừa mới hết đăng kiểm, bốn cái vỏ mới tinh. Bốn cái vỏ mới mới ken xà len luôn. Đó, cô chú anh chị thấy biển số 67A03035 208, chốt trong ngày hôm nay, 208 không thương lượng, số tự động. Nếu mà thương lượng thì để từ từ Tâm bán, chứ giờ bớt nữa là không bán được rồi. Số tự động nha, xe mới lắm. Đó, mới lắm, màn hình đồ là đồ chơi đồ có từ lưa hết rồi. Nội thất rất là đẹp và nội thất rin, ghế da rin đồ hết luôn nè. 2010. Form mới nha, chứ không phải form cũ, chìa khóa remote, số tự động, màn hình các kiểu full hết. Rất là đẹp. 208 nha, chốt luôn trong ngày hôm nay, 208. Con Chevrolet chị bắt này khách Đồng Nai cọc 20 rồi. Khách Đồng Nai cọc rồi, để từ từ coi sao ha. Chốt là họ sẽ lấy. Đây là con Mitsubishi Zinger, biển số 51A86115, xe được sở hữu màu xanh. Đó, máy xăng, động cơ là 2.5, động cơ 2.5 máy xăng, 100 km, xe này chắc khoảng 10 đến 11 lít đó. 8 chỗ ngồi, thắng đĩa ABS, túi khí an toàn, gương chỉnh điện, 4 vỏ mới, mâm đúc thắng đĩa nha. Xe này thì đăng kiểm còn tới tháng 3 năm 2022. Xe được sở hữu là màu xanh 51A, biển số là 51A86115. Cô chú anh chị nào mà ở thành phố Hồ Chí Minh mua con xe này về thì không tốn tiền biển số ha, chỉ tốn tiền thuế trước bạ, không có đáng là bao hết. Xe này sang tên vài triệu đồng là ok. Mình ở bất cứ tỉnh thành nào sang tên cũng rẻ hết nha. Nội thất rất là đẹp, được lên màn hình rồi. Máy rin, xe này đặc biệt có cái máy rin, túp lô, túp bi, các thứ đều rất là đẹp ha. Mitsubishi Zinger 2008. Tâm chốt cho cô chú anh chị giá trong ngày hôm nay luôn là 200 triệu nha. 200 triệu cho con Mitsubishi Zinger 8 chỗ ngồi, 200 triệu. 2008, sản xuất 2008. 200 triệu cho cô chú anh chị và các bạn. Mitsubishi Zinger, xe thì bao đẹp luôn ha. 200 triệu nha. Màn hình có rồi, cam lùi có rồi, đồ chơi cơ bản có hết rồi, 4 vỏ mới, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm thì xe này sau này mà có hết đăng kiểm thì đăng kiểm được 6 tháng nha cô chú anh chị nha. 6 tháng cho mỗi một lần đăng kiểm và mãi mãi không hết đời ha. Vỏ dép là mới tinh. Cô chú anh chị mình thấy ha, đồ đạc rất là đẹp, nước sơn liền lạc và sạch sẽ. 200 triệu, 8 chỗ ngồi, Mitsubishi Zinger 8 chỗ ngồi 200 triệu. Đó, cô chú anh chị thấy ha. Và con Chevrolet Avel 2014 đăng ký 2015, xe này thì khỏi phải nói rồi, đẹp lắm. Rất là đẹp và rin, Euro chạy chỉ có 6 vạn thôi. Số tự động nha. Xe này thì bên Tâm bán chốt trong ngày hôm nay là 245 triệu. 245 triệu cho con Chevrolet Avel 2015. 2015 đăng kiểm mới, vỏ dép mới, thân vỏ mới, nói chung là xe đẹp lắm. Nội thất đẹp ken luôn, số tự động nha. Tâm bán 245 triệu, không thể ở đâu rẻ hơn được nữa hết. 2015, 245 triệu. Tất cả xe bên Tâm là bán là hỗ trợ trả góp ngân hàng được hết nha. Xe đời cao thì mình góp được nhiều tiền, xe đời thấp thì góp ít tiền. Cô chú anh chị cứ liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của em là 0917215512 là Tâm sẽ tư vấn cho cô chú anh chị coi cái mức lãi suất và cái góp như thế nào ha. Tất cả chiếc nào cũng góp được hết nha. Đây là chiếc Innova đời 2007 bản G, gia đình 100% không lỗi, biển số 72A27973. Xe này thì được sở hữu là màu bạc, vỏ dép là mới, đăng kiểm là còn, thân vỏ là cũng rất là đẹp ha, thân vỏ đẹp, máy móc thì rin nguyên im, ngon lành. Tâm chốt cô chú chị là 240 nha, 240 triệu cho con Innova 2007
xe đẹp, liền lạc và sạch sẽ, biển số 72A, màu sơn là ghi bạc, 27973. Tâm bao cho cô chú chị nhà mình luôn, là xe chuẩn đẹp luôn ha. 240 triệu Innova 2007. Bản G nha cô chú chị nha, bản G gốc gia đình, không dịch vụ kinh doanh, không cờ ráp taxi gì hết. Xe này thì lên chạy là mướt lắm, nhẹ lắm, êm lắm. Nói chung là như ý luôn. 240, tâm bao rút hồ sơ gốc và bao vận chuyển cho cô chú chị và các bạn luôn. Giá xe hôm nay là nó xuống giảm rất là mạnh rồi, không? Xe đẹp tiền nào thì của đó, chứ không phải là lấy con xe xấu quắc xấu quơ cờ ráp taxi mà đem so với con xe gia đình được. Nên con xe này cô chú anh chị mua về là yên tâm mà sử dụng nha. Xe ngon thì giá nó nhỉnh một chút, xe dở thì giá nó phải rẻ rồi. Đây là con xe chuẩn mực, cô chú anh chị có thể mua về là sử dụng ok luôn. Và con Fortuner máy dầu sản xuất năm 2009, biển số là 79 là Nha Trang cô chú anh chị nha, 79 Nha Trang. Nhưng mà xe này nó đang sử dụng ở trong Bình Dương thì đã được ký ủy quyền về cho bên ô tô Vitam em rồi. Cô chú anh chị mua thì tâm bao rút hồ sơ gốc. Xe này thì sở hữu là màu xám lông chuột, sản xuất năm 2009, máy dầu số sàn. Đây là một cái thương hiệu Toyota của Nhật Bản, và máy dầu số sàn thì gọi là nồi đồng cối đá luôn. Cô chú anh chị mình nhìn cái nội thất là thấy cũng rất là ok ha. Túi khí an toàn là đủ, bản đủ túi khí an toàn, gương chỉnh điện, thắng ABS, trần 5D, ghế bọc da. Bộ ghế này nó hơi cũ cô chú anh chị nha, bộ ghế hơi cũ. Máy móc thì riêng nguyên, có màn hình cam lùi đầy đủ. Nói chung là về phần ngoại thất thì ok lắm luôn, gương bấm điện nhẹ hiều luôn cô chú anh chị thấy ha. Nội thất nè, nội thất cũng xịn sò, cũng sang trọng, cũng lịch lãm lắm, cũng ok lắm. Nhưng mà bên Tâm bán chỉ có với giá hiện nay là Tâm chốt cho cô chú chị nhà mình luôn nha. Tâm chốt luôn cho cô chú chị nhà mình con xe Fortuner máy dầu sản xuất năm 2009, màu xám lông chuột, xe bao đẹp luôn á. Nè, Tâm đi xa ra cho cô chú chị mình coi cái tướng cái tài nè, biển số 79 Nha Trang. Tâm bao rút hồ sơ gốc cho cô chú chị và các bạn, sản xuất năm 2009 cho con Fortuner máy dầu số sàn 2009, động cơ là 2.5, mức tiêu hao nhiên liệu dầu thì khoảng 7 lít 8 lít cho 100 km. Theo Tâm ước lượng và đoán chừng như vậy, cho một số anh chị em đã từng sử dụng xe máy dầu, người ta báo xe này chạy khoảng 7 8 lít dầu cho 100 km. Thì với mức giá dầu hiện nay thì giá thành dầu nó lại rẻ, thì cô chú anh chị sử dụng xe này là cực kỳ là kinh tế luôn, và nó sẽ bền bỉ, thật sự rất là bền bỉ nha. Odo thì chạy được 20 vạn rồi, 20 vạn là tương đương với 200.000 cô chú chị nha, 200.000 cái con Fortuner máy dầu sản xuất năm 2009. Fortuner máy dầu, 4 cái vỏ lớp thì còn ok, có kích hợp xi nhan gương luôn. Đăng kiểm thì còn tới tháng 3 năm 2022. Xe thì trang bị là động cơ máy dầu số sàn, màu xám lông chuột, rất là đẹp, đèn bi mắt ngọc, các thứ đang hoạt động rất là tốt. Và Tâm chốt rồi cô chú anh chị trong ngày hôm nay là 410 triệu, đã hạ giá thành xuống 15 triệu rồi cô chú anh chị nha. Đã hạ giá thành xuống 15 triệu rồi, 410 triệu là Tâm hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho cô chú anh chị và các bạn luôn nha. Còn Fortuner máy dầu 2009, 410 triệu. Tiếp theo đây là chiếc Hyundai i10 nhập khẩu Ấn Độ, sản xuất năm 2017, bản đủ sedan hai đầu, khởi động Startup, thắng ABS, túi khí an toàn, gương chỉnh và gập điện. Cô chú anh chị thấy bản đủ ha, mâm đúc thân đĩa nha, mâm đúc thân đĩa, bản thiếu là mâm sắt. Cô chú anh chị thấy cái xe rất là đẹp, sở hữu màu bạc, sản xuất năm 2017, nhập khẩu Ấn Độ, 4 vỏ còn khá là mới, đăng kiểm thì còn tới tháng 2 năm 2022, chạy được 2 tháng nữa là hết đăng kiểm, thì đi đăng kiểm lại, xe này đăng kiểm lại là được 18 tháng cô chú anh chị nha. Nhập khẩu Ấn Độ, sản xuất năm 2017, bản đủ, kết hợp xi nhan gương chỉnh và gập điện, túi khí an toàn, thắng ABS, và khởi động Startup luôn. Về phần nội thất thì cũng khá là đẹp, máy móc là zin, không đâm đụng, không tai nạn ngập nước, không kinh doanh dịch vụ gì hết. Nội thất thì khá đẹp nè, nội thất khá đẹp, kết hợp hoa lăng nè, kết hợp hoa lăng. Tâm bán xe này cho cô chú chị và các bạn là 270 triệu nha, 270 triệu là Tâm hỗ trợ rút hồ sơ gốc cho cô chú chị và các bạn, và hỗ trợ vận chuyển luôn nha. 270 triệu hỗ trợ rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển luôn, 270 triệu cho con Hyundai 10 bản đủ nhập khẩu Ấn Độ.
chiếc kế đây nữa là chiếc Mitsubishi Xpander, Mitsubishi Xpander sản xuất năm 2019, số sàn máy xăng, động cơ là 1.5, 4 vỏ lốp, 5 vỏ lốp còn rin theo xe. Euro là chạy 3 vạn, sơn rin bên ngoài thì còn khoảng 90 mấy % trở lên. Xe thì nếu mà nói về mức độ đẹp thì bao đẹp cô chú anh chị nhà mình ạ, bao đẹp luôn. Và thân vỏ bên ngoài thì rất là mướt, rất là đẹp, không có một cái vết xước, vết trầy hay vết mớp nào hết. Đồ chơi là full hết ha, đồ chơi full hết, màn hình Android, cam hành trình trước sau, nội thất, là bọc da, màn hình Android, nội thất bọc da, có bảo trì hãng đâu đầy đủ ha, phiếu nhắc bảo dưỡng, bảo trì, tất cả những cái hệ thống gì là được full hết rồi. Và xe này là được bảo trì hãng định kỳ, sổ bảo hành, bảo hiếc đầy đủ. Nói tóm lại là một con xe chuẩn mực, gốc gia đình 100% là mua mới, không, một chủ mua mới, xe thì rất là đẹp. Xe, tất cả những cái xe trong đây đều có cái video riêng hết cô chú anh chị nha. Tâm quay tổng thể là báo là trong salon của mình hiện giờ vẫn còn được một số xe như vậy đó. Nếu cô chú anh chị thích con xe nào thì hãy gọi điện cho Tâm hoặc là nhắn tin, Tâm sẽ gửi cụ thể từng chi tiết video qua mỗi xe cho cô chú anh chị mình coi. Xpander 2019, số sàn nhập khẩu Indonesia, đó, sản xuất 2019, Euro chạy 30.000, không lỗi nhỏ luôn, 100% là không lỗi, 440 triệu cô chú anh chị nha, 440 triệu cho con Xpander 2019 số sàn full đồ chơi, đó, không lỗi, chất lượng xe thì còn 90 mấy %. Con này là con Vios biển số 65. Ngày hôm qua vừa về là có em trai ở địa phương chốt rồi. Vios 2017 số sàn chốt cho anh em ở địa phương rồi. Đang gửi rút hồ sơ. Đây là con Vios E. Vios E biển số 51F90806. Xe được sở hữu màu trắng, gốc thành phố Hồ Chí Minh. Xe này trước kia là có đăng ký dịch vụ trong cái mùa dịch đó, nhưng mà không có chạy gì bao nhiêu hết. Odo chạy có mấy chục ngàn thôi cô chú anh chị ạ. Odo chạy mấy chục ngàn thôi, được sở hữu màu trắng. Đặc biệt ở đây là xe không lỗi. Cuối tháng 12 2016 sản xuất ra con Vios này là máy trắng. Máy trắng thì nó giống y như là cái con máy của 27, 18, 19, 20 đến 21 là máy giống nhau cô chú anh chị nha. Còn đầu 2016 đổ về trước là máy đen. Máy đen thì nó giống như cái mẫu cũ 2010, 11, 12, 13 là máy đen. Còn cuối 2016 á, phải cuối 2016 kìa, nó mới qua máy trắng. Thì con xe này được sở hữu là máy trắng và màu sơn trắng, form mới rồi, form nó y như 17, 18. Đó, form y như 17, 18 và máy nó như là máy mới hiện nay vậy đó. Tâm bán xe này là 225 triệu cô chú anh chị nha. 225 triệu cho con Vios E 2016, form mới và dáng mới và máy mới, màu trắng nha. 225 triệu, xe này cũng có video riêng cô chú anh chị nha. Xe đẹp. Đồ chơi thì chưa có lên gì hết, chưa có lên đồ chơi, đồ chiếc gì hết. Đăng kiểm thì còn cũng ok, vỏ dép thì cũng còn 70%. Đăng kiểm thì còn mấy tháng nữa, tới tháng mấy 2022 để coi coi. Tới tháng 10 năm 2022 là mới hết đăng kiểm cho con Vios. Vios E 2017, xe khá là mới nha cô chú anh chị nha. Nói chung là xe liền lạc. Còn cái Kia Morning bản thiếu mà lên bản đủ này Tâm nhận cọc về Thuận An rồi đó, nên Tâm chỉ báo cho cô chú anh chị biết rất là nhiều xe đã được nhận cọc nha. Kia Morning 2018 bản thiếu, máy 1.2, bản thiếu máy 1.2, biển số 63A08427. Xe này thì bản thiếu nè, nhưng mà chất xe đẹp lắm. Và đặc biệt ở đây là không có lỗi cô chú anh chị nhà mình ạ, không có lỗi, nhìn cái nội thất là khoái liền. Đây cô chú anh chị thấy nội thất mới tinh nè, đã được có màn hình và cam lùi nha. Qua lăng cần số rất là đẹp, có màn hình, có cam lùi, màu sơn xanh. Xe này thì bên Tâm bán cho cô chú anh chị với mức giá hiện nay là chốt 200 triệu luôn nha. Hạ giá nữa rồi, hạ giá 5 triệu nữa, chốt 200 triệu là hỗ trợ rút hồ sơ gốc và hỗ trợ vận chuyển cho cô chú anh chị luôn. 200 triệu cho con Kia Morning sản xuất năm 2018, màu sơn xanh, bản thiếu nhưng mà máy 1.25. Xe này thì đẹp á, chứ không phải dạng vừa đâu, dạng đẹp á cô chú chị ạ. À, đẹp lắm và rin, bao rin luôn, bao rin và bao đẹp luôn ha. 100% là không có lỗi nha, không có dịch vụ Grab taxi gì đây hết. Xe được sở hữu là màu sơn xanh, bản thiếu thì nó sử dụng là mâm sắt, đèn đuốc, rồi nhìn cái đèn là mình biết cái xe nó như thế nào ha.
chất lượng xe thì miễn bàn, máy rin 100%, chưa bung một con ốc luôn, máy rin. Đăng kiểm thì còn tới tháng 4 2023, đăng kiểm mới xe này đăng kiểm 18 tháng nha. Và tất cả những xe nào mà đời cao này là góp ngân hàng được lãi suất rất là rẻ cô chú anh chị nha. Xe đời cao thì góp qua ngân hàng lãi suất rất là rẻ, lãi suất chỉ có 0.72% của tháng thôi, tương đương với 100 triệu là chỉ có 720 ngàn thôi cô chú anh chị ạ. À, đó, lãi suất rất là thấp. Chiếc tiếp theo đây nữa là chiếc Vios 2017 số tự động, biển số 65 Cần Thơ, bản đủ 4 thắng đĩa ABS, túi khí an toàn, gương chỉnh và gập điện, kích hợp xi nhan trên gương. 2017 sản xuất ra con Vios màu trắng, biển số 65A, số tự động cô chú anh chị nha, số tự động 65A11785. Đó, còn Vios E 65A11785, số tự động, chốt cho cô chú anh chị trong ngày hôm nay luôn là 365 triệu, 365 triệu là hạ từ 5-10 triệu một con á, 365 triệu. Hạ giá này hầu như là đang cái giá có ý định là muốn thu hồi vốn á. Nội thất rất là đẹp, cái máy này bao chạy luôn cô chú anh chị ơi, cái máy bao chạy ngon luôn. Nội thất đẹp nè, vô lăng cần số đẹp nè, số tự động nha cô chú anh chị nha, gương chỉnh và gập điện, kích hợp xi nhan gương. Đó, 4 thắng đĩa ABS, vỏ dép là có cái còn rin, có cái thay rồi. Odo thì chạy mới có 7 vạn thôi, tương đương với 70.000 km. Xe không lỗi cô chú chị ạ, à, không lỗi. Biển số 65A11785, 365 triệu. Cô chú anh chị mà thấy yêu thích xe số tự động này thì hãy gọi điện cho Tâm nha. 365 triệu 2017. Bây giờ mình phân tích ra dễ lắm, giữa xe số tự động và số sàn là chênh lệch nhau 40 triệu. Thì xe này bây giờ giá thị trường nó tầm vô khung khoảng 335 triệu là bán ra. Thì xe này đáng lẽ là phải 375, nhưng mà Tâm bán 365 là có ý định rất là thiện chí để muốn bán rồi nha. 365 triệu cho con Vios E, sản xuất năm 2017, số tự động màu trắng, biển số là 65A11785. Xe này đang góp ngân hàng được nha cô chú chị nha. Nếu muốn góp ngân hàng thì góp xe này vẫn là ok nha. Đó, xe này vẫn góp được 200 mấy chục triệu. Còn lại số tiền còn lại là cô chú chị trả qua cửa hàng, còn lại là ngân hàng hỗ trợ cho cô chú chị nha. Vios E 2017, 365 triệu, giá rẻ sập sàn. Tiếp theo nữa là chiếc Innova 2017, biển số 51G37674, màu sơn xám bạc, xe 100% là gia đình, không có dịch vụ kinh doanh Grab gì hết, vừa được lấy về nên chưa có đi bỏ dọn luôn. Và cái ánh đèn ở trên đây nè, đây cô chú chị thấy ha, nó rọi xuống thì mình cứ tưởng tượng là ngay cái cửa này nó sẽ là màu khác, nhưng mà không phải, cái cửa này nó đều là một màu hết. Ánh đèn nó rọi tới đâu thì mình thấy cái chỗ đó nó vàng lên. Đó, xe này thì sơn rin còn rất là nhiều và xe rin lắm, một chủ mua mới luôn, gốc thành phố Hồ Chí Minh, không có dịch vụ kinh doanh, không có Grab taxi gì hết. Cho con Innova 2017, Odo là chạy 13 vạn, tương đương với 130 ngàn chuẩn luôn, không tua, không trả đồng hồ. Đăng kiểm còn tới tháng 6 năm 2023, đăng kiểm mới, xe này đăng kiểm 18 tháng cô chú anh chị nha. Xe này vẫn đăng kiểm 18 tháng như thường lệ luôn ha. Nước sơn rin bên ngoài còn mới tinh, còn rất là đẹp. Xe này thì để bên Tâm sẽ tút nhẹ lại một hai chỗ trầy ở góc cản sau và đánh bát nguyên con nữa là rất là đẹp. Xe này bên Tâm bán cho cô chú anh chị là 470 triệu. Innova 2017, góc thành phố Hồ Chí Minh, xe thì bao đẹp. Cô chú anh chị mình nhìn hai cái góc qua lăng và nhìn củ số với nội thất là mình biết rồi. Xe được trang bị một cái màn hình cam lùi, cam hành trình ở trên. Nội thất bọc da, máy móc rin 100%, không một lỗi nhỏ, cam kết với cô chú anh chị là không một lỗi nhỏ. Máy là rin nguyên 100%, không đâm đụng, ngập nước, không kinh doanh dịch vụ, không Grab taxi. Đó, xe thì gia đình, máy thì bao ngon và êm, kích hợp qua lăng, thắng ABS 4 bánh. Kích hợp xi nhan gương, gương chỉnh điện. Nói chung là con xe bản đủ của Innova hiện thời cô chú anh chị cũng biết đó. Xe này mua mới thì ngoài 800, lúc trước là mua 800 hơn, thì hiện nay Tâm bán cho cô chú anh chị là 470 nha. Innova 2017, xe rin rất là rin, sơn rin còn rất là nhiều. Đó, tút một hai chỗ thôi, hiện giờ Tâm có ý định là tút sơ cái cản sau lại nữa là tuyệt vời, và đánh bóng lại nguyên con, rồi Tâm sẽ quay video cho cô chú anh chị coi cái sự ngon lành của nó và ổn định của nó như thế nào ha. Tại nó nằm trong đây nên Tâm chỉ quay sơ lược như vậy thôi. Chiếc tiếp theo đây nữa là chiếc Hyundai Accent 2019 số tự động,
số tự động màu bạc. Xe này bữa Tâm có nói một cái video riêng là xe này của ông nhà sư. Đây là cái đèn led nè, đèn led chạy dài theo và đèn bi mắt ngọc. Xe rin 4-5 vỏ rin theo xe hết, 5 vỏ rin theo xe hết. Nội thất bọc da, đây cô chú chị mình thấy ha, xe mới lắm, rất là xịn sò. Cái này bên Tam chốt trong ngày hôm nay là 430 cô chú chị nha, chốt 430 luôn cho cô chú chị là 430 nè, 430 triệu luôn. Tâm đang bán 435 nhưng mà hôm nay Tâm hạ giá xuống là 43 chốt luôn nha. Hyundai Accent màu bạc, xe mới lắm, rất là mới luôn, 430. Y10 2017 2016 bản SI, Y10 2016 bản SI. Xe này hôm nay Tâm sẽ chốt cho cô chú anh chị là 230. Xe thì bao đẹp, máy rin 100%, máy rin 100%, đẹp lắm. Qua lăng cần số đẹp nhất nách, có màn hình, có cam lùi ha, gương chỉnh và gập điện, kết hợp xi nhan gương, bản full nha. SI số sàn. Ồ, anh lên coi xe gì quên rồi anh. Rồi rồi rồi, chờ một xíu nha, bỏ trong kho, bỏ trong kho để Tâm quay sơ lược lại cho cô chú chị coi nha. Y10 bản đủ, Kia Morning bản đủ nè, 2016 nè, 230, biển số 60 ha, 60A26953 màu trắng. Tâm đang có khách. Kia Soluto 2019 số tự động, một chủ mua mới, Odo chạy 17.000, số tự động màu trắng, sơn rin 100%, 400 triệu chốt trong ngày hôm nay luôn, 400 triệu Kia Soluto, 400 triệu bản full, 400 triệu ha, bao mới luôn, 2019 chạy 17.000 km, 5 vỏ rin theo xe, bánh xe cua chưa hạ, màu trắng. Kia Morning 2016 bản SIC bản đủ, 51F 23738, xe được sở hữu màu đỏ, gốc thành phố Hồ Chí Minh, một chủ mua mới, form mới mâm sắn nè ha. 239 triệu. Cru 2011 biển số 60A 95506 số sàn của chú anh chị nha, máy 1.6, 230 triệu, 230 triệu Cru 2011. Sibac 2011 số sàn, hai ghế màu bạc, 80 triệu. Chiếc xe này bán rồi cô chú anh chị ạ. Mitsubishi Outrigger này nhận cọc rồi. Vios 2019 số tự động 430. 2019 430 biển số 64. 07133 430 nha, giá chốt nha. Và chiếc Sibac này cũng nhận cọc luôn rồi cô chú anh chị ạ. Nhận cọc luôn. Chiếc Gentra này cũng nhận cọc luôn rồi. Rồi, Tâm chốt lại video hôm nay là có một số xe Tâm hạ từ 5 tới 10 tới 15 triệu nha. Cô chú anh chị nào mà có cảm thấy cần xe để đi Tết hoặc là có muốn tham khảo gì đó, hãy gọi điện trực tiếp cho Tâm theo số điện thoại là 0917 215 512 nha. Tâm kết thúc video đây. Xin chào bà con và hẹn gặp lại ạ.